Đây mình sẽ review cái máy mà mọi người xem nhé. Đây, máy chép hình này là để khi nào hàng lừa tiện tay. Đấy, dán dao phải là như vậy, dao này thì dễ làm như vậy. Đấy, còn cái này là để khi làm nó không bị tuột dao. Nếu mà siết mạnh á, thì cái này cái dao này sẽ gãy. Còn cái này là để chống, siết sơ nó chống. Đấy. Đấy. Đấy, nhìn thấy dàn dàn sexy của nó chưa?